từ năm 2019 đến đầu năm 2024, ở khu vực biên giới tỉnh đã và đang triển khai nhiều công trình dự án đầu tư xây dựng cơ bản, phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh làm chủ đầu tư 13 dự án với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng. Các công trình chủ yếu khắc phục sửa chữa đường tuần tra biên giới, khắc phục sửa chữa đường vào cửa khẩu phụ Đắc Long, Văn Tách, cấp điện cho đồn biên phòng Rơ Long, nâng cấp tuyến đường đắc man Đắk lô xây dựng mới 4 đồn biên phòng là đắk lô dục nông đắk long sa long công trình trạm đắc côi đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế bờ y đến nay đồn trạm biên phòng của bộ đội biên phòng tỉnh được xây mới đáp ứng nhu cầu ở sinh hoạt cho bộ đội đường đi vào các đồn cơ bản xây dựng xong đáp ứng yêu cầu đi lại cho bộ đội và nhân dân cũng như cơ động lực lượng bảo vệ biên giới